Sản phẩm sẽ gồm có hộp nhé, hai dây đeo, cáp sạc theo máy, cây lấy sim, sách hướng dẫn hai tiếng Anh và tiếng Việt, khung xốp có định chống sốc cho sản phẩm. Sản phẩm mới trên màn hình sẽ có một miếng đề can chống trầy xước. Nhấn giữ nút nguồn tắt và mở máy, mic và lo, dây gắn hai đầu bên này ghim sim và cáp sạc. Còn mặt sau là màn hình chip cảm biến ha. Bây giờ thì sẽ test sạc, test nguồn. Sạc ok, nguồn ok. SIM gắn vào đồng hồ thông minh, yêu cầu SIM mạng 4 hoặc 5G, đăng ký gói cước data lên mạng, nạp tiền trước khi gắn SIM vào đồng hồ, gắn theo hình có sẵn trên khay. Mình vuốt xuống ạ, có sóng tức là đã nhận sim nha. Cảm ứng ok. Email nè, 53097, năm số cuối. Bây giờ mình sẽ check cuộc gọi. Mình sẽ check hai cuộc gọi hai chiều và mic của đồng hồ. Đây ha, đấy. Alo. 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 Nghe. Nghe. Chiều gọi đi ok. Bây giờ là chiều gọi tới. Đây ha, gọi tới nè. Quay. Quay. Quay quay. Như vậy là cả hai phía đều có thể nghe được âm thanh và thực hiện cuộc gọi đều ok hết ha. Thì mình bây giờ mình đã test xong đầy đủ hết tất cả tính năng rồi, thì mình sẽ vô đây tắt. Để cho nó vô bọc thôi.